Lừa được bữa ăn. Giờ tôi phải lên đường trở về kinh thành rồi. Bác giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn chú đã không quản ngại đường xá xa xôi đến thăm tôi, lại còn quà cáp tốn kém nữa. Hôm nào có dịp tôi sẽ lên kinh thành thăm chú. Mình đúng là chủ quan quá. Mang đi có mấy đồng bạc mà lại còn tiện đường ghé thăm người bà con. Mua cho anh 8 ít quà nên giờ chẳng còn tiền mà về kinh nữa rồi. Không lẽ lại phây anh ấy thì xấu hổ chết đi được. Thôi, đang đói, kiếm quán nào ăn một chút lót dạ rồi tính tiếp nào. Món ăn ở đây cũng hợp khẩu vị đấy chứ. Chủ quán, tính tiền. Ăn xong bữa cơm này, trong người mình giờ chỉ còn có vài xu lẻ. Làm sao về kinh bây giờ? Về đến kinh cũng phải mất 3-4 ngày đường. Làm thế nào bây giờ? Này, nghe nói ấp trưởng lại tăng thuế đấy. Đã đói kém thế này rồi, tôi cũng nghe bảo là tăng lên hẳn 20 quan tiền. Thế này thì chết. Cứ vài 3 tháng lại tăng thuế một lần. Đã giàu lại còn tham nữa chứ. Hắn thích xu nịnh quan trên nên cũng muốn làm thế để lập công ấy mà. Chỉ có dân làng là khổ thôi. Chẳng hay tiên sinh là người ở đâu đến đây mà lại muốn tá túc lại nhà của tôi thế? Ta chỉ là người qua đường đến xin tá túc. Nếu như ấp trưởng không có lòng thì ta xin kiếu. Miếng ngọc đẹp quá, cho hỏi... Ha, chỉ là miếng ngọc tầm thường thôi. Quả thật không có gì đáng xem hết. Miếng ngọc rõ đẹp và quý thế kia mà hắn bảo tầm thường, tưởng ta không biết sao. Có được miếng ngọc này chắc hẳn hắn ta cũng không phải hạng qua đường vớ vẩn. Ta cứ thử giữ lại thiên đại, biết đâu lại có lòng. Nếu không chê thì mời ngài ở lại dùng bữa tối rồi sáng mai hãy lên đường. Như thế có làm phiền ngài và gia đình không? Phiền cái gì chứ, ngài không phải quá câu nệ. Nếu ấp trưởng đã có lòng thì tôi đây xin có dạ. Chẳng hay tiên sinh có công danh chức vụ gì trong triều đình không ạ? Tôi xem tiên sinh cũng không phải người tầm thường. Ấy, tôi chỉ là một người dân qua đường thôi. Chẳng giấu gì tiên sinh, tôi cũng có chút kiến thức về xem ngọc. Miếng ngọc mà tiên sinh đeo, nếu không phải hạng quan to thì làm sao có được chứ? Trừ phi tiên sinh nhặt được ở đâu. Ngài nói gì cơ? Miếng ngọc nào? Thôi, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Mai còn lên đường sớm, ngài cứ từ từ dùng bữa nha. Sao hắn ta có vẻ bối rối khi nhắc tới miếng ngọc đó nhỉ? Phải chăng hắn đích thực đã ăn cắp miếng ngọc, sợ mình phát hiện báo quan chăng? Được, để ta xem ngươi thế nào. Đúng là một đêm ngon chất. Có thể lên đường được rồi. Người muốn chạy ư? Tên tội phạm kia, ngươi đừng hòng ra khỏi đây. Chạy đâu cho thoát, bắt hắn lại chạy về kinh để chúa thượng trị tội. Các ngươi làm gì vậy? Bỏ ta ra. Những người quỳ dưới kia là ai? Mau khai báo đi. Bẩm chúa thượng, con là áp trưởng của thôn Thiên Bình. 3 hôm trước, kẻ này có qua tệ xá của con, xin được nghỉ nhờ. Thấy hắn có vẻ gian trá, nên con đã bí mật theo dõi và phát hiện ra một âm mưu lớn. Gói này là độc dược của chúa thượng. Gói này là của bà chính cung. Còn đây là của thái tử. Thò gan, kẻ nào mà dám âm mưu đầu độc ta? Mau ngẩng đầu lên ta xem nào. Còn không mau ngẩng đầu lên. Bái kiến chúa thượng. Hả? Là Trạng Quỳnh sao? Người dám to gan đầu độc trẫm sao? Vâng, thần chính là Trạng Quỳnh ạ. Khải chúa, bắt tội thì phải có bằng chứng. Tên này đột nhiên vu cáo thần rồi bắt trói. Thần cũng không có cách nào phản kháng ạ. Ngươi còn giảo biện. Chính ta nhìn thấy ngươi lén là lén lút, ghi ghi chép chép, rồi giấu thuốc dưới tay áo. Mau mang tới đây. Ngươi hết đừng chối cãi nha. Ta thì lập được công lớn rồi, kiểu gì chúa cũng ban thưởng hậu hĩnh và thăng chức cho ta. Thuốc độc mà ngươi nói đây sao? Ngươi tự mình xem đi. Sao lại thế này? Sao chỉ toàn cơm khô thế này? Còn chữ ghi trên vỏ thuốc đâu? Làm gì có dòng chữ nào? Khải chúa, thế là rõ ạ. Hắn định vu oan cho thần, hòng lập công lấy lòng chúa đấy ạ.
chứ thần nào dám có ý định phạm thượng. Đúng là Trạng Quỳnh vô tội, nhưng tài giỏi như Trạng Quỳnh mà cũng ăn cả cái thứ phước đi này à? Bẩm, nhà chúa thừa thải mới gọi đó là của phước đi, chứ thần dân bên dưới đâu dám phung phí một hạt. Họ gọi cơm gạo là ngọc thực đấy ạ. Tên ấp trưởng hỗn láo kia, người có biết đây là Trạng Quỳnh, người nổi tiếng thông minh trong thiên hạ không? Khi không dựng chuyện vu cáo quan Trạng, đổ oan cho người tốt, làm kinh động đến ta, phạt người 20 gậy, cách chức ấp trưởng. Xin chúa thượng tha cho con, xin chúa thượng tha cho con. Trạng Quỳnh, ngươi vừa lòng rồi chứ? Ta nghĩ hắn không tự dưng vô cớ mà kiện ngươi đâu. Chúa thượng anh minh, đúng là không nhìn lầm người bao giờ. Thần cũng chỉ muốn dạy cho hắn một bài học, để hắn bớt thói tham lam và nịnh bợ thôi ạ. Thôi, không còn việc có ngươi nữa, ngươi lui về đi. Dạ, tạ chúa thượng, thần xin cáo lui. Vừa được đưa về kinh mà không tốn chút công sức nào, vừa dạy cho tên ấp trưởng kia một bài học, chẳng phải là một công đôi việc sao? Làng nọ có cô gái tiên tiên, con nhà quyền quý và xinh đẹp như một nàng tiên giáng trần. Mái tóc nàng đen huyền trải dài tới gót chân, luôn suôn thẳng và thơm mùi hoa đồng nội. Với vẻ đẹp đó, không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng đem lòng tương tư nàng. Thế nhưng, thay vì chọn một chàng công tử, thì tiên tiên lại vô cùng cảm mến anh chàng Lê Văn, mồ côi giúp việc trong nhà mình. Vì đó là một chàng trai chăm chỉ, thông minh và đầy nghị lực. Cả đời này cũng không xứng với nàng. Nhưng nàng biết không, ta tin rằng với sự quyết tâm và cố gắng của mình thì ta sẽ thi đậu khoa bảng để vinh quy trở về, được đường hoàng khỏi cưới nàng làm vợ. Nhưng e rằng mà nàng không ủng hộ ta, chứ chỉ những nhà danh gia dòng tộc sang cầu thân với nàng, khiến lòng nàng nóng như lửa đốt và vô cùng đau đớn. Nhưng ta không thật lòng thân ta, ta muốn ta sẽ để hả? Ôi trời ơi, chuyện gì thế này đây? Ông quý mày thấy đâu đây mà mày nằm rò gì sau lưng ông thế này hả? Cha ơi cha, giật tay lại đi cha. Còn có giả cây, đồ bất hiếu. Sau khi cha của Tiên Tiên phát hiện ra tình cảm giữa con gái và anh người ở một cô Lê Văn, thì
thế này thì có lẽ phụ thuộc vào ý trời mà thôi. Bao nhiêu thầy lang được mời về cũng đều chỉ biết lắc đầu ái ngại trước bệnh tình của Tiên Tiên, căn bệnh quái ác. Ta, Tiên Tiên, Tiên Tiên, Tiên Tiên, nàng ra đi, mang theo tình yêu lẫn hy vọng của ta ra đi. Nàng âm chưa cách trở thế, nhưng nàng vẫn trở về vì lo lắng cho ta ư? Ta hiểu rồi. Kìa, chẳng phải cậu Lê Văn trước làm cho nhà ông Phúc đấy sao? Đúng rồi, cậu ấy đổ bản trở về rồi kìa. Cha cha, thật là giỏi giang mà. Dạ, con chào hai bác. Chào cậu. Mà chào quan lớn. Dạ, bác cứ gọi con là Lê Văn là được rồi à? Ôi trời ơi, đâu có được. Giờ cậu đã học hành thành tài, đổ bản thành quan rồi, là chúng ta thật vinh dự, không thể cứ gọi như trước được. Ừ, phải phải, mà ông Phúc biết được cậu trở về giỏi giang thế này thì mừng phải biết. Dạ, con cảm ơn hai bác. Mà nhân tiện đây, hai bác cho con hỏi thăm chút là bác Phúc vẫn khỏe chứ ạ? Cậu là ai thế? Cậu muốn tìm ai? Thưa ông, con là Lê Văn đây. Thời gian qua ông sống một mình không người phụng dưỡng, thật vất vả quá. Lê Văn, tôi nghe đồn cậu đã đổ bản thành quan, giờ cậu về đây để nhìn cái cảnh khốn khổ của tôi mà hả hê ư? Thưa ông, con không bao giờ dám ý như vậy hết. Từ trước đến nay, con luôn một lòng coi ông như cha của mình. Nay Tiên Tiên không còn nữa, con xin ông chấp nhận con như một người con, để con có thể phụng dưỡng ông tuổi già, giúp đàn ý để suối vàng có thể an tâm. Tiếc là Tiên Tiên của ta không có phúc phần, cậu không trở về đây oán trách ta ngày ấy đã đuổi cậu đi, mà lại còn muốn phụng dưỡng ta ư? Ta cũng không dám nhận phúc phần đó đâu. Thôi, cậu đi đi. Xin ông hãy chấp nhận, con sẽ quỳ ở đây đến khi nào ông đồng ý mới thôi. Con của ta, bao năm qua ta đã sống trong chuỗi ngày ân hận và đau đớn tột cùng. Con gái của ta ra đi với căn bệnh quái ác là một phần, nhưng đau đớn hơn là nó lại phải chịu ấm ức trong lòng khi bị ta ngăn cấm tình yêu. Ông trời đã trừng phạt ta bằng tuổi già, sự cô đơn và dây dứt. Vậy mà giờ đây con đã thành danh trở về mà không ghét bỏ ta, lại còn phải chịu mưa gió lạnh lẽo thế này vì ta hay sao? Cha, xin cho con được gọi một tiếng cha. Con biết thân phận mình thấp hèn nên đã cố gắng học hành để không phụ lòng cha và xứng đáng với Tiên Tiên. Chính cha và Tiên Tiên là động lực để con có được ngày hôm nay. Vì thế, bằng cả tấm lòng mình, con xin cha hãy chấp nhận con và để con bên cạnh phụng dưỡng cha hay cả phần Tiên Tiên nơi chính suối ạ. Ngày hôm sau, khi Lê Văn cùng ông Phúc ra thăm mộ Tiên Tiên, cả hai vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên mộ ấy mọc lên một loài hoa cánh mỏng dịu dàng và trong trẻo. Loài hoa đó gợi cả hai nỗi nhớ khôn nguôi đến nàng Tiên Tiên xinh đẹp
với mái tóc dài mượt mà ngày xưa, cánh hoa mỏng dịu dàng rung rinh trong gió như một nụ cười hội ngộ. Cũng kể từ đó, loài hoa ấy được gọi tên là tóc tiên. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.